Phủ sắc hoàng hậu Tần Lam bị netizen ném đá vì sỉ nhục Vương Hạc Đệ. Mới đây, cặp đôi màn ảnh Tần Lam Vương Hạc Đệ đã có một buổi giao lưu trả lời phỏng vấn cho một tạp chí. Cách nhau tới 19 tuổi lại cùng nhau đóng bộ phim tình cảm mang tên Phải Lý Trí Không Thể Yêu Đương. Cả hai gây tò mò bởi luôn thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết. Vậy nhưng Tần Lam lại có câu trả lời đi vào lòng đất khi được phóng viên hỏi về cảm nhận khi hôn Vương Hạc Đệ ra sao, có thể dùng một loại hoa quả để hình dung hay không. Không ngờ là phủ sắc hoàng hậu lại hình dung việc hôn mỹ nam vừa sao băng với quả sầu riêng, sau đó cười lớn. Câu trả lời ngay lập tức khiến Vương Hạc Đệ tỏ ra bối rối. Anh chàng hỏi lại, chẳng lẽ miệng em có gai nên chọc phải môi chị, hay là do răng của em cạ vào môi chị? Tần Lam lại cười lớn hơn. Trên Weibo, rất nhiều bình luận cho rằng Tần Lam có ý chê bai Vương Hạc Đệ hôi miệng, gây cảm giác khó chịu cho đối phương. Trang Kiều Khiêu bình luận rằng câu trả lời của nữ diễn viên Diên Hy công lược thể hiện EQ thấp, không tôn trọng người khác, dồn bàn diễn vào thế khó. Trong khi đó, cũng là câu hỏi đó, Vương Hạc Đệ lại chia sẻ rằng khi hôn Tần Lam, anh có cảm giác giống như đang ăn dâu tây, bởi mỗi lần quay xong, đôi môi anh sẽ luôn căng mọng. Tới lúc tẩy trang, phần môi sẽ thấy cả lớp son đỏ vương trên môi mình. Anh chàng nhận được nhiều lời khen với câu trả lời thông minh, ngọt ngào và tinh tế. Dân mạng xứ Trung bình luận, Tần Lam thực sự khiến người hâm mộ thất vọng vì câu trả lời vô duyên. Tôi xem clip phỏng vấn mà tôi cũng cảm thấy khó chịu thay cho Vương Hạc Đệ. Đúng là một tình huống gượng gạo. Hay là thân thiết quá nên cô ấy không ngại bất cứ thứ gì vậy. Nửa đùa nửa thật thế này, Tần Lam làm khó cho Vương Hạc Đệ quá. Dù vô tình hay cố ý thì phát ngôn của cô chắc chắn sẽ gây tổn thương cho Vương Hạc Đệ. Trong quá khứ, phủ sắc hoàng hậu từng nhiều lần thể hiện EQ cao ngất khi đối diện với truyền thông. Cụ thể, khi được hỏi về vấn đề lấy chồng, sinh con, Tần Lam đáp trả cực gắt. Đối với vấn đề tình yêu và hôn nhân, tôi luôn giữ thái độ giống với nghề nghiệp diễn xuất. Mọi thứ phải thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu. Những năm trước, tôi đều bị thúc ép chuyện kết hôn. Có người nói không kết hôn là những người không biết chịu trách nhiệm. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bỗng dưng kết hôn vì phải kết hôn mới gọi là không chịu trách nhiệm đấy. Có người còn nói, việc sinh con đẻ cái là nghĩa vụ của phụ nữ. Tôi muốn đáp trả lại rằng, tử cung của tôi có sử dụng hay không liên quan gì tới các người. Chính vì vậy, nhiều người tỏ ra khó hiểu khi một người thông minh như Tần Lam lại có pha xử lý đi vào lòng đất khiến bà diễn ngượng ngùng xấu hổ. Tần Lam sinh năm 1981, được đánh giá cao cả về sắc đẹp lẫn tài năng diễn xuất. Cô từng là diễn viên góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình Anh khác như Hoàng Châu Cách Cách 3, Một Thoáng Một Mơ, Đại Đường Nữ Tướng Phàn Lê Hoa, Không Yêu Xin Đừng Làm Phiền. Vậy nhưng, trước khi nổi danh là mỹ nhân Cbiz bây giờ, Tần Lam từng dính ồn ào là người yêu tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh. Cả hai nên duyên khi cùng đóng Hoàng Châu Cách Cách 3. Trong phim, Tần Lam vào vai Tri Họa, còn Huỳnh Hiểu Minh hóa thân thành Tiêu Kiếm. Cả hai dù không liên quan trong phim, nhưng ngoài đời lại nhanh chóng gắn kết. Thời điểm đó, dù rằng cặp đôi không công khai chuyện tình cảm, song Huỳnh Hiểu Minh và Tần Lam được mặc định là cặp tiên đồng ngọc nữ trong giới giải trí. Tần Lam thường xuyên tới phim trường thăm Huỳnh Hiểu Minh. Ngoài ra, nam diễn viên họ Huỳnh cũng dành những lời khen có cánh cho bạn gái tin đồn. Ai cũng ngỡ tưởng rằng cả hai sẽ sớm về chung một nhà. Vậy nhưng, tình cảm của cả hai nhanh chóng vỡ vụn. Cụ thể năm đó, Huỳnh Hiểu Minh gặp tai nạn nghiêm trọng, phải nằm viện một tháng trời. Tần Lam thời điểm đó vô cùng hot với vô số lời mời đóng phim, quảng cáo. Khi bạn trai bị tai nạn, cô chỉ xin nghỉ một tuần chăm sóc rồi nhanh chóng trở về phim trường quay phim tiếp. Điều này khiến Huỳnh Hiểu Minh cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, cho rằng bạn gái đặt sự nghiệp hơn tình cảm, bỏ rơi anh lúc hoạn nạn. Vì điều này mà tình cảm của cả hai nhạt dần. Thực tế sau khi xuất viện, cả hai vẫn chưa chia tay, nhưng vì do Tần Lam quá bận rộn. Thêm vào đó, Huỳnh Hiểu Minh nhờ bộ phim Đại Hán Thiên Tử cũng hot bất ngờ, trở thành tên tuổi được săn đón. Cả hai dần dần ít gặp nhau, cứ thế lạnh nhạt dần. Bên cạnh chuyện tình ồn ào với Huỳnh Hiểu Minh, Tần Lam còn vướng phải nghi vấn thẩm mỹ, hạt sách nhân viên. Hình ảnh trợ lý của nữ diễn viên phải quỳ xuống để giữ mic cho cô trả lời phỏng vấn, từng gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.